Thằng Khang với đứa nào? Thằng còn hai thằng lớn với thằng Khang. Con non. Cậu. Nào. Tắt cái quạt hộ cái. Ôi rồi. Không chịu nổi rồi. Quạt. Tắt hộ quạt cái. Cái này là thích ngồi xe. Con này không thích ngồi xe à? Con này thích xe đó. Nhưng mà lúc đi thì lại cười. Lúc đấy xe lăn bánh lại cười. Thích. Có xạo đi xe. Đây con Hải. Ngồi xe mẹ. Nào. Đang về. Yên ngồi yên à? Đang về một đợt nữa. Đang về. Thằng Bảo. Nào hả? Thằng Bảo. Ủa sao không cho lên xe đốn? Hả? Không cho lên xe đốn nữa, thằng Khang nó về. Hả? Xe đi bộ à? Khang ba đứa ngồi đâu? Đấy. Thằng Bảo nó dẫn bộ về có sao đâu. Hả? Đứa nào đi bộ được, giỏi đi. Và không biết nữa được rồi, có hai thằng nó kêu. Con gà nó đi bộ mà. Vén nơi rồi. Đường chợ ấy. Hai thằng nó là cả lắm. Ai? Hai thằng ấy bắt đi đường thẳng đi cả đi đi vòng ấy là kia đi lại. Thì ông quay lại ông đi đón đi, đón tiếp đi. Hả? Thôi để ông đi ra. Nào. Ăn nhanh lâu thế. Cay đâu mà cay. Về ăn đây rồi. Bà yên tâm đi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm cho, không có sao đâu nào. Cái này Vương Bảo dẫn về hết mà. Nào. Đúng ra ông phải đưa nó về trước. Thằng Bảo với ông dẫn bộ về mà tôi đâu có đi đón đâu này. Được rồi, chỉ đợi Bảo mà ăn ớt. Đổ cho nó nửa bát. Anh Bảo chỉ lấy cho em nửa bát ớt cho em ăn. Bỏ quần áo ra đâu ra. Đi tập thể dục cho nó khỏe. À cái gì con nói gì? Khang ăn cơm không? Này ra đây Khang ở đây đút cơm cho ăn này. Bảo đồ lẻ nha, Bảo đi bỏ để chỗ nào mà quên rồi. Để đặt đâu rồi? Hả? Đặt rồi. Hay là chưa ngủ quên thì chuột nó không biết chắc rồi. Nói cái bóng cơm, Bảo ăn cơm. Bảo ơi, Bảo ăn cơm, Bảo ăn cơm. Nào. Anh Nhật ăn cơm, anh Bảo ăn cơm. Nấu lên. Thuốc xịt mũi mua 4 triệu bạc hết sạch rồi. Thì nấu cái kia lên để chị nấu. Ăn nốt miếng này thôi nghỉ. Khang ăn chưa mà ra đứng nghỉ. Khang ăn không? Khang ăn không? ăn thế là con ngồi báo con đứng dậy cho Nhật ngồi mau. Ăn đã thì cứ uống được rồi. Rồi ăn chưa? Này Khang. Rồi chưa? Ngồi đấy, ngồi đây. Rồi nước ra từ từ. Cay đâu mà cay. Đây ăn chỗ nào không cay thì cái thằng cò tự nhiên từng ớt đây. Ăn đi. Ăn không ăn? Cơm đã. Khang ở đây mẹ đút Khang ơi. Khang không ăn à? Khang ăn đi đó. Không nữa đâu cả, Khang ăn đi. Ra đây. Cứ lảng lảng. Ban đầu là hai thằng anh nó canh nó hủi xe. Trời, Khang này nó đại bế. Sau là Khang không đại bế nó dùng nó đi. Hai thằng anh lắc. Ớt rồi cũng còn. Mình bảo lưng trước này nó lại. Con ăn thêm ớt vào cho nó khỏe. Lâu lâu đút cho nó tình cảm thôi. Cho con tương ớt. Lâu lâu đút cho nó tình cảm chứ nó làm được hết rồi. Ăn thật này. Lâu lâu mẹ yêu các con đút cho các con ăn. Dưới rồi. Hàng uống nước chưa? Uống nước vào đây uống đi. Nào ăn thì cho xong bữa, ta còn nhiều việc lắm á. Chúng mày nhả này. Lại bắt đầu tương ớt đấy. Cay ấy. Gà ăn đi gà ơi. Gà yêu quá. Kêu quá đâu. Kêu quá thì dồn. Hả? Thịt không cứng hả? Bỏ lại không ăn nữa. Ăn. Nào. Lão ăn xong rồi đi mà tìm chép đi. Dạ. Mới để phòng nào mà quên rồi. Có ăn nữa không có? Cho nhiều thịt quá nó có ăn đâu mà. Ăn nhiều thịt đi cho nó bổ. Hả? Bé Thảo. Giỏi, bé Thảo giỏi. Giỏi. Một miếng này thôi, không đút nữa. Bà mẹ chúng này. Có ăn không cô à? Ăn đi, ăn no vào. Lại bắt đầu tương ớt ấy. Ui rồi này. Bỏ tương ớt cho nó ngon. Ăn ớt ghê luôn á. Cay bỏ bé này. Được tương ớt cay à? Tương ớt chả cay thế nào. Giỏi, ai làm tương rất là giỏi. Chương trình miền Trung mới ăn ớt nhiều. Bình cũng chịu. Gà ăn nữa không gà? Ra, ăn nào, ăn nào. Ăn gì, lắc cái gì? Đó là cái vừa ăn vừa uống, cho ăn nước canh. Ăn được không? Nào 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 nào, ăn hết thịt đi, người ta nấu ngon như thế mà chê nữa. Nào, cái gì? Uống hả? Uống nước thì đi lên nước. Ăn cơm nữa ông lại lấy. Ra, ra. Lắc đầu. Lắc đầu không ăn nữa. Ăn nữa không? À, ăn nữa không? Nói chưa? Không ngon đâu. Này bé Thảo, ăn nữa không? Ngon không? Anh bảo rồi, gà. 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 Ăn cơm nữa không? Không, lắc đầu. Có à? Ăn nữa không? Ngon không? Cơm ngon không? Cơm ngon không? Mày lúc nào đấy. Ông bảo ăn nữa không? Có ăn nữa để lấy. Thế ăn hai đứa ăn hết chỗ này đi. Ăn hết đi để bỏ cái này người ta. Hai đứa cùng nhau ăn cho hết. Mình còn ăn hết không? Bỏ tương ớt vào. Thì ăn nốt đi. Uống sữa đi. Cô Phương dặn là ăn xong rồi uống sữa. Dưa chua ngon này không ăn. Dạ. Dạ chả khô không. Này, hai anh. Phải cho em xin chứ, không nói câu nào à? À, không cảm ơn gì hết trơn. Ngồi xích ra để mẹ quay phim đây. Có xích ra để quay phim đây. Đó đúng rồi. Đây ra đây đứng, bé Thảo ở đây đứng. Rồi ra anh nấu chưa? Rồi ra anh nấu chưa? Cảm ơn à. Xong mình rồi. Gà uống không gà? Giỏi dữ à. Tao làm đỡ mùi dao nữa. người cũng tối thiết rất dẻo cái nghêu đi trước. Không ăn canh à? Đấy, bây giờ nó sẽ tốt nhất cái hành trình nó lại cắn đâu. Có lớp đầu nói là con không ăn canh. Ừ. Không quay em uống à? Không quay em béo không sợ đi à? Không quay em uống được. Thế làm gì à? Đó. Lắc. Lại này đứa đứa không có là. Không phải là không có ngã kia đấy. Ra, ra chả hiểu này. Uống được không? Uống được không? Chân là ngồi. Uống hết đi mà. Bỏ xuống quay phim mà. Mày uống nữa không? Ăn vậy là tối giờ tối không ăn cháo nữa. Ngày này đi xuống, đi xuống. Rất quá quy đâu này quá đấy. Uống hết chưa? Quay đây, anh phải dẫn tay lên nhá, không nó ngã đấy. Đó, anh phải chạy nhanh đi theo nó. Dẫn tay hai đứa. Dẫn lên lầu trái cho cô Sương nhá. Tú máu anh ơi, tú máu thằng gà đây. Tú máu thằng gà đây. Ngó cái gì mà ngó gà, lên lên tắm thay đồ đây, ăn no rồi. Ngó cái gì mà ngó. Gà ngó cái gì mà ngó, tú máu đây. Ngó cái gì mà ngó. Có gì đâu mà ngó. Ở nhanh nha, còn nhiều việc lắm, chúng mày uống bỏ này chúng mày chết. Uống hết trơn rồi, uống hết rồi. Cô đứa nào uống bỏ đây. Đổ, đổ, có.